Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án có tên là Lena Finance nha các bạn. Mình sẽ nhận được token Lena nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần list bằng link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Thì chương dự án này nó sẽ end vào ngày 18 tháng 2 nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè các bạn. Rồi trên Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó bạn bắt up lên. Rồi tiếp tục thì các bạn tweet với hashtag này nha các bạn, hashtag nè, cộng Lena Finance nè. Các bạn vào đây các bạn post nè các bạn. Các bạn like nè, các bạn chấp nhận với tweet nè các bạn. Các bạn dán cái hashtag của nó vào các bạn, là username của nó đó. Rồi các bạn bấm tweet nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi sau đó các bạn comment là thăng, copy cái dòng comment này nha các bạn. Rồi vào đây các bạn comment cái nữa nha các bạn, cho anh vào bình luận nữa các bạn tweet lên nè. Rồi sau đó bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi các bạn xem tiếp kênh channel nha các bạn. Sorry, sao mà rót chậm quá. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn xem sao Discord nữa nè các bạn. Rồi trên Discord thì bạn chấp nhận là mời nha các bạn. Rồi sau khi chấp nhận là mời xong thì bạn bấm vào một verify nha các bạn. Rồi các bạn chọn những cái tiếp đại đi các bạn. Sao mình không gửi được tin nhắn đây. Rồi các bạn nhấp đại vào đi bạn. Đây nó kêu mình chạy đi Messenger chat này. Qua nhóm chat này thì coi. Rồi các bạn chat câu được bạn. Rồi sau đó các bạn copy username Discord mình nha các bạn. Rồi các bạn sao chép lên nè các bạn. Rồi các bạn trở lại điểm phòng này nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì do em thì các bạn điền họ và tên của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username Telegram các bạn đã xong vào Discord nè các bạn. Các bạn nhấp vào setting copy username Telegram mình nha các bạn. View Telegram account nè. Rồi nó có xong Discord thì bấm Z nha các bạn. Nó có follow Twitter bấm Z nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn xong vào nhóm chat nha các bạn. Nhóm chat mình đã xong rồi. Rồi các bạn xong vào nha các bạn. Rồi nó hỏi có phải Tweetbot không, bấm Z nha các bạn. Tiếp tục thì link Tweetbot nè. Thì bạn mở Twitter tất cả bạn ra nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào anh Mata nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài bằng Tweet nha các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Các bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ Solana nha các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ Solana.io cũng được nha các bạn. Rồi bấm vào reset nè các bạn. Copy địa chỉ son mình. Rồi bạn nhấn vào đây nha các bạn. Rồi sau đó bạn vừa bấm gỡ đã xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án Lena Finance đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video mới nhất từ mình nha.